nhắn lên là 4 giờ 28 phút ngày 23 tháng 10, nhưng mà nhắn nhưng mà lại không mở đọc, là không biết đang mở đọc. Thì đến trưa 12 giờ trưa ngày 24 mình mở máy ra mình biết. Thì lúc lúc trước đó là đặc biệt tin nghe được thông tin trên đài báo là người nói xôn xao là thì có vụ tai nạn như thế là cũng đã lo rồi. Thì có mấy đứa cháu ở ngoài là ăn biệt là ăn vô nói với họ là ôi em đi rửa bia là bắt đầu ba bộ rửa. Lúc đó thì tôi đang đi làm ở bên kia bên ba bộ rửa mà ngăn lộn nói chung cả nhà xáo trộn thì là tùm lum đó là sáng tuổi vô cùng đau đớn. Điện thì là có cái ông đường sau này là có hai anh em ở bên đó rồi. Anh giấy tờ thủ tục ở bên nó được lâu ra điện về là anh nói là nghe tin như thế, nếu mình kiếm xe nữa chắc chắn được cậu ạ, thì không có hy vọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.